giác của mình ngày hôm nay cảm thấy rất là vui và hào hứng. Tốn rất là nhiều năng lượng để nhảy nhưng mà rất là vui. Khi mà mình chỉ được top 5 trong Men Physique nhưng mà qua Fit Đại Bộ Đồ thì mình lại là hạng nhất. Cảm giác happy, hạnh phúc và mạnh mẽ hơn. Tham gia những cuộc thi như thế này để trải nghiệm, để có thể sống hết mình, sống với đam mê. Mà mong là năm sau để chương trình này sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn người Việt. You know, putting together the biggest promotion of fitness in the world, Muscle Contest International, with the premier entertainment and lifestyle CMG Asia was a great success. But we're not done. We're ready for 2018 here again in Vietnam, bigger and better. I see you all in Vietnam in 2018, Muscle Contest Vietnam.